Hello anh em, sáng đầu tuần tiếp tục có lọc nha anh em ơi. Được 2 em 518 nữa nha. Em Việt em thấy. Chạy bình thường đó thôi, chạy bình thường đó. Con đầu tiên 518 Việt Nam đời 2021, máy gắn ủi dàn xe Nhật. Cho khách về Nghệ An nha anh em. Khách nhờ mấy anh em trong này vô coi trực tiếp nha. Con này là hàng web nha anh em, zin 3 nút, động cơ bơm số, đùi bọng là chuẩn zin hết. Gắn cái bộ ủi của Thái. Với cái dàn xế Nhật nữa, dàn xế máy 8. Cho em nó về đất Nghệ nha. Đây dàn xế đĩa, dàn xế bãi Nhật. Con này hàng VIP nha anh em, đời 2021, đời tem nổi nha. Xe đẹp anh em ơi, quá VIP luôn. Mâm vỏ đâu còn rất là ok luôn nha. Con này giao anh cho anh trai về đất Nghệ An. Xe cực kỳ đẹp luôn, nay em ra được 2 chiếc 50 nha. Một con Việt, một con Thái. Con Việt này về Nghệ An, còn một con Thái nữa về Phú Yên. Xe này quá đẹp rồi. Máy ủi dàn xế trên 300 xíu. Rất là ok nha anh em. Đó, còn một con máy Thái của dân chú Nghệ An nữa nè. Máy dàn xế hãng. Con này ra về Nghệ An nha anh em. Khách chưa trực tiếp con máy. Xong rồi. Đây còn một con nữa, con này máy Thái nha anh em. Máy Thái giờ đổi 4 cái vỏ gai cao cho khách. Sơn mình mẹ đâu còn nguyên bản nguyên xi hết trơn nè. Khách lấy thêm cái dàn xế KRX 1.83, dàn xe đĩa anh em. Con này giao về Phú Yên. Khách trực tiếp vô xe máy. Con này là máy Thái mà anh em nhìn nè. Đùi hai bên nó còn nguyên bản nguyên zin luôn nè anh em, thấy không? Thấy không? À, con này máy Thái nha. Đây. Đó, cho ông chú này. Ông chú vô Phú Yên nha, ông chú vô trực tiếp coi máy. Ở trong lồng già nè anh em, nhìn nó xuất sắc không? Quá đẹp nha. Vỏ sau là vỏ gai cao, vỏ đầu vỏ gai cao luôn. Còn em trên xe này là về Nghệ An 5018. Con này 5018 xe Việt đời 2021 nha, cực kỳ đẹp. Zin 3 nút luôn, khách lấy bộ ủi với dàn xế. Hàng quá đẹp anh em ơi, dàn xế bãi Nhật, dàn xế đĩa nha. Đây. Em giao trực tiếp về cho khách về Nghệ An. Lầu anh em không có nha, em chuyên dòng đời mới của Thái thôi. Này xe Việt mà còn đời cao nữa nha anh em. Xe Việt đời cao, đùi bọng đồ còn nguyên bản nguyên zin chưa. Gắn thêm dàn xế Nhật với dàn ủi đầu. Rất là đẹp nha. Con này về Yên Thành Nghệ An nha anh em. Xe rất đẹp nha. Nguyên bản nguyên zin luôn. Gắn ủi cho khách thôi. Lầu quanh không có bác ơi, em chuyên dòng đời mới thôi, không có lầu quanh. Rồi anh em mình có cần xe liên hệ em nha, 5018 xe đẹp. Đời 2021 tem nổi, máy ủi đầu dàn xế, về Nghệ An cho khách.
Bên em còn rất là nhiều xe về dòng loại này nha, anh em mình quan tâm từ đài thấp đến đài cao đều có đẳng hết, xe Việt xe Thái cũng có đầy đủ luôn. Rồi cảm ơn mấy anh em nha, cảm ơn anh em Nghệ An luôn nha, chúc anh em về làm ăn phát tài nha. Anh em mình quan tâm xe này liên hệ trực tiếp cửa hàng bên em, còn rất là nhiều xe nha anh em. Rồi chào anh em nha, chúc anh em đầu tuần nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe nha.